Toán 10, Hóa học 10, Vật lý 9,5, Sinh học 9,75, Tiếng Anh 7,5, Ngữ văn 7. Đó là điểm số xuất sắc mà cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội Ngô Vương Minh đã đạt được tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015. Để đạt điểm số cao như vậy, bí quyết của Minh là tự tin, quyết đoán và trình bày bài làm thật tốt. Đặc biệt, phải biết kiểm tra lại bài làm của mình và tự rèn luyện qua các kỳ thi thử, tự luyện đề ở nhà. Đạt được cái số điểm cũng tương đối như vậy thì em thì tức là cũng phải phân chia thời gian rất là đều đặn. Tức là mình học tổ hợp bổ một kỳ học là tổ 3 môn chứ không phải là một môn, nên mình cũng không phải đâm lao vào một môn, mình phân chia đều thời gian cho các môn kia. Đối với từng môn thì ví dụ như môn toán thì chúng ta em cũng ở nhà cũng hay để trên mạng, trên lớp thì bắt chiếc các trình bày của thầy cô, bắt chiếc trình bày để đi thi mình không bị trừ điểm trình bày. Riêng về công thức hay các đề dạng bài, mình không học vẹt, học tủ mà em đã tự đặt khẩu hiệu hay những câu nói quen thuộc riêng giống như công thức để dễ nhớ. Bởi theo em, có như vậy mới có thể nhớ được hết lượng kiến thức khổng lồ của tất cả các môn. Để đi vào thi mình không phải nhớ vẹt nữa thì sẽ cố gắng là học hiểu, suy luận. Còn những cái công thức mà cách chúng mình khó, công thức độc và lạ thì mình sẽ học bằng cách thuộc lòng. Học như vậy thì sẽ có thể nhớ được một lượng kiến thức rất là nhiều mà không bị lẫn lộn các môn với nhau. Không đi học thêm như những bạn cùng trang lứa, ngoài thời gian học ở trường, mình chỉ tham gia một số khóa học online trên mạng, tự đào các dạng đề mẫu, đề thi thử, rồi tự nghiên cứu, tự mày mò. Với em, học online có nhiều cái lợi lắm. Một lợi thế rất là mạnh của việc online đó là chúng ta phải chủ động kiểm soát được cái tốc độ của chúng ta, không phải chạy đua theo những cái tiến trình của thầy cô ở học thêm. Mình thích làm bài khó cũng được, thích làm bài dễ cũng được, nó rất là tiện lợi. Đối với em thì em tự tin là kiến thức mình cũng tương đối là ổn, nên em có thể tự học ở nhà, tự kiểm chứng lại mình, tự đa đề trên mạng. Một là để không mất quá nhiều thời gian cho việc đi lại. Mình cho biết em đã nộp hồ sơ xét tuyển vào trường Đại học Y Hà Nội bởi một phần, ngay từ bé em đã ước mơ được trở thành bác sĩ. Em muốn tìm ra những phương thuốc để chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo hiện nay. Ngoài ra, người anh trai đang học năm thứ 5 Đại học Y Hà Nội cũng là người có ảnh hưởng lớn đến mình. Chàng trai này cũng cho biết đã lường trước những khó khăn có thể gặp phải khi theo ngành y, nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi con đường mà mình đã chọn. Chúc cho mình sẽ luôn thành công trên con đường phía trước.